Alo, bây giờ em thấy mệt quá. Thì em, anh, bây giờ anh có về luôn không? Không, anh đang đi mà anh đã gặp được cái đâu, đã gặp được người ta đâu, sao vậy em? Thì bây giờ em cảm thấy mệt quá, em không chăm sóc được Bia thì em gọi bạn em đến rồi. Bia cũng thông minh ấy, thế là em chị với cho quen. Đây đây à. Hôm nay chị mệt quá, Bibi ạ. Thì chị mệt. Em chơi với Bibi ạ. Chị mệt với Bibi ạ. Chị phải gọi điện cho bạn ăn. Chị không chăm sóc được Bibi à? Chị gọi cho ba con xem. Hỏi ba con xem nha. Mẹ không nghe nhỉ. Alo. Alo, anh con à? Anh ơi, bây giờ em mệt. Sao vậy? Bây giờ em thấy mệt quá. Thì em, anh, bây giờ anh có về luôn không? Không, anh đang đi mà anh đã gặp được cái đâu, đã gặp được người ta đâu, sao vậy em? Thì bây giờ em cảm thấy mệt quá, em không chăm sóc được Bia thì em gọi bạn em đến rồi. Em vào viện cái. Anh thì anh phải giải quyết xong công việc thì anh mới về luôn được. Thế bây giờ em có đứa bạn đi thì em gọi là đến chăm sóc Bibi được không? Em vào viện nhé. Bạn em căng nhỉ. Thế tình hình em sáng uống thuốc kia không được. Vâng, nó không đỡ gì hết. Nãy vừa đo nhiệt độ xong. Đây à. Bibi nhà ngoan không? Bibi đang ở cạnh em này. Bibi ơi. Thế thì em tạm thời em nhờ bạn em đến trong bio anh cái. Vâng. Để anh xong việc anh mới về được. Vâng. Nhá. Vâng. Có gì anh giải quyết nhanh công việc anh về rồi anh đừng đi trên đường mà. Vâng, thế thì em bảo em gọi điện cho bạn em nhé, xong rồi anh về thì tính sau. Thế em gọi là bạn em sang giúp anh tính nhá. Vâng. Em vào bệnh viện xem tình hình như nào đi, khám xét nghiệm xem thế nào. Vâng, em bây giờ em đi. Em gọi bạn em đến. Tắt đi nha Bibi. Để chị tắt nào. Bây giờ chị phải vào với Bibi ạ. Chị vào viện. Chị gọi điện cho bạn chị đến luôn nhé. Alo. Bây giờ mày có rảnh không? Mày qua
qua nhà tao chờ, tao nhờ một số việc. Ừ, qua luôn nhé. Dạ, chị đi chuẩn bị đồ để đi luôn đi ạ. Chị ở nhà đi đâu? Đi luôn. Để chị chuẩn bị đồ. Dạ, đi ở nhà nhé. Xíu nữa chị đến chị chăm sóc đi, chị đi luôn đi ạ. Chị đi luôn đi ạ. Dậy chị dịch đồ đấy. Chiếu tô đi. Bibi ngồi xuống đây nhé. Ngồi xuống đây nhé, chuẩn bị xíu đồ. Chị đi vào viện này. Đi là đi cùng được đâu. Bây giờ chị đã đến rồi, chị xuống mở cửa cho chị này. Đi, đi xuống. Hai chị em đi xuống này. Xuống mở cửa cho chị nhé. Đi làm quen chị. Thank you.
chị đến rồi, các nhà vào đây. Nhưng mà chuyện nhà cửa tao được, nhưng mà tao chưa bao giờ trông kỹ. Nhưng mà sao tao chỉ cho cơ, cũng cơ bản là mấy cái đồ ăn tao chọn là Bibi nó cũng thông minh. Bibi cũng thông minh ấy. Thế là thế là chị lấy cho quen. Đây là dễ chăm sóc mà. Chị bảo là chỗ ăn cái gì đói lúc à? Bibi đói là chị bảo này. Ok. Trông thế. Thế là Bibi cũng thông minh là dễ bảo. Thì ở đây là phòng khách nhé. Đấy chỗ này là Bibi xem TV để chơi. Trên kia là phòng ngủ của Bibi. Ngoài phòng bếp thì chị ra đây chỉ mấy cái chỗ lấy sữa với cả đồ ăn ngoài bếp kia. Cho ăn gì cho ăn ngoài bếp nhé. Hãy để ý lượng ăn xíu xíu là ta sẽ bảo. Bây giờ chị đi chỗ đấy thôi. Không xíu là Bibi ở nhà thì chị đi nhé. Thôi chị phải đi rồi. Bibi ơi. Đây, chỗ này là sữa Bibi. Đây, sữa Bibi. Đây, cho ta đổ vào cái cốc nhỏ của sữa. Để em hút cho nó. Hoa quả thì lấy trong tủ lạnh này. Hoặc là đây, cái này có hoa quả đây. Bibi ngồi ăn ở ghế này. Lấy đĩa cho Bibi. Đây, cái này là cốc uống sữa Bibi này. Cái này là đĩa ăn, này là cái đĩa ăn riêng của Bibi. Đây, đi lấy tầng một con ngủ đi. Đây con ngủ lấy đá hết đi. Trước này là phòng ngủ của Bibi. Bibi ngủ ở trên ngủ đi này. Chẳng chẳng nói. Ngủ ngủ. Để em nằm chân gặp chân. Chỉ có là cho ta. Ok. Đây. Hôm nay là quần áo Bibi này hay gặp Bibi. Tắm nó ta. Tắm nó thay quần áo xong thì ống bỉ này. Xong mặc áo vào đấy đây. Đấy, Bibi. Nói như thế mình lúc ta đó. Ok, cứ để sao. Ừ. Được rồi. Bibi nhỉ. Nhá. Bibi ơi. Đi xuống kia để tao lấy. Tao đi viện luôn, tao gọi taxi. Chị bảo taxi đi luôn nhá Bibi nhá. Không, chị phải đi mà. Đi nhé, đi nhé.
mình chăm sóc tốt em đi rồi. Mẹ đi trước bạn đi. 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 Đi muốn chị khỏi bệnh không? Đi không ra viện đâu. Đi ra đây đi. Đi ở nhà ngoan đi. Đi ở nhà chị nè. Ngoan, 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 ngo